Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, sáng nay đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan về đầu tư hệ thống tuyến ống cung cấp nhiên liệu cho cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Theo báo cáo của tư vấn tuyến đường ống cung cấp nhiên liệu cho sân bay Long Thành, tuyến ống ZA1 từ kho đầu nguồn Gò Dầu về sân bay Long Thành sẽ có chiều dài khoảng 22 km, chia thành 9 đoạn. Trong đó có 6 km nằm trong ranh giới sân bay và 16 km nằm ngoài ranh giới. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Võ Tấn Đức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng tuyến ống cấp nhiên liệu khi cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2026. Do đó, việc triển khai xây dựng tuyến đường ống cung cấp cho nhiên liệu sân bay Long Thành cần được khẩn trương triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh, huyện Long Thành, rà soát cập nhật quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch, xây dựng, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ý kiến về tuyến ống. Mọi công việc phải được phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ khai thác sân bay Long Thành.